Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2024, tại buổi họp báo kinh tế xã hội định kỳ của thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải đã thông tin về đề án thu phí ô tô lưu thông vào nội đô. Theo ông Phạm Quốc Huy, Phó phòng Quản lý giao thông đường thủy thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, việc thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm là một trong các giải pháp thuộc đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng, kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt hồi tháng 10 năm 2020. Về quan điểm thu phí xe Ờ, ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm phố là phù hợp với quan điểm phát triển và được xác định là một trong những nhiệm vụ giải pháp cụ thể quan trọng để kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới nhanh tham gia giao thông nhằm phát triển vận tải hành khách công cộng và kéo giảm nguồn tắc tai nạn giao thông ô những môi trường trên thành phố để triển khai, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị nghiên cứu đánh giá tình hình giao thông trên địa bàn thành phố nói chung và khu vực trung tâm thành phố nói riêng. Nội dung đánh giá gồm hiện trạng quy hoạch hạ tầng giao thông, vận tốc lưu thông, dự báo khả năng tăng trưởng phương tiện cá nhân, tỷ lệ đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng. Việc thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực phố là một nội dung phức tạp. Do đó cần phải có đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín để thực hiện thông qua cái việc xây dựng đề án thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực phố. Hiện tại, Sở Giao thông Vận tải đang hoàn chỉnh báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho phép xây dựng đề án thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm trong tháng 6 năm 2024. Cũng theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, loại phí ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm là loại phí không thuộc danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sau khi đề án được chấp thuận chủ trương sở giao thông vận tải sẽ xác định cụ thể nội dung các hoạt động liên quan đến thu phí quản lý nguồn thu phí đề án cũng sẽ tham vấn các đơn vị chức năng chuyên gia đầu ngành và thực hiện phản biện xã hội để đưa ra giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đảm bảo tính pháp lý và khoa học phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và năng lực hệ thống giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên phát triển hoàn thiện các bến bãi đỗ xe ở khu vực vành đai, tăng cường hệ thống vận tải hành khách công cộng và tiện ích phục vụ cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Trước đó, năm 2009, thành phố Hồ Chí Minh đồng ý chủ trương thu phí ô tô vào trung tâm và giao công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, gọi tắt là ITD, xây dựng đề án. Cuối năm 2021, doanh nghiệp này trình bản đề án lần thứ tư cho Sở Giao thông Vận tải. Theo đó, doanh nghiệp đề xuất lập hệ thống cổng thu phí theo vành đai các tuyến đường Hoàng Sa men theo kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến đường Nguyễn Phúc Nguyên, giao cách mạng tháng 8 đường 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cử, Võ Văn Kiệt và đường Tôn Đức Thắng. Dự án được đề xuất thực hiện theo hợp đồng BLT, tức hợp đồng xây dựng, thuê dịch vụ, chuyển giao trong 10 năm, tổng kinh phí hơn 2.270 tỷ đồng.